Ơi, hello các bác. Nay kênh âm thanh Đặng Duy Audio xin té cơm ly đề nông AVC 3550. Rồi, trước tiên mời các bác coi qua hình thức của em đó. Đây ạ. Máy đẹp kèn nha các bác. Mặt phay nhôm vàng chanh, vàng chanh. Bác nhìn thấy cái núm volume của em đó không? Xinh tươi lung linh chưa? Con này thuộc diện là đẹp xuất sắc rồi, quay rất là chi tiết rồi. Đây em đang chơi cộng quang optical, các bác thấy nó hiển thị lên chữ digital đó, là nhạc số từ YouTube ra nha các bác. Đi cùng em đó là cây remote đèn ông. Cây remote này thì setup một số cơ bản đó. On off volume rồi chuyển đường ok hết nha các bác. Còn lại thì con này nó chỉnh bass chép với lại volume cho từng kênh riêng biệt là trên mặt máy hết đây. Đây volume cho từng kênh riêng biệt này. Đây các bác em nhấn đây. Đây các bác có thể chỉnh tùy chỉnh tông bass chép đây, tông bass chép cộng tới 12 rồi. Cái dòng này đánh rất là lực nha các bác, chép sáng chưng rồi. Tiếp nữa là lúc này là các bác chuyển đổi 7 kênh ST này, là 2 kênh hoặc là 2 kênh ST. Bên này là nút chuyển đường nha các bác, chuyển đường vào, nút chuyển đường vào. Đây, các bác coi thử qua cái nắp máy ấy. Cũng rất là đẹp. Máy này thì nặng tầm 15 kg hơn nha các bác. Đây, em đang chơi cộng quang optical đây. Cái gắt cắm là mà vàng đồng này. Các cọc loa của em ở đây. Ở dưới đây là họ tên của em đó nha các bác. Amply Denon AVC 3550 100V 315W bắt điện giáp băng. Cái này các bác làm giải mã DAC cũng rất là hay. Đây em đang chơi từ YouTube ra đây, rất là đơn giản. Là em test đây. Đây hiện bây giờ em đang bán con âm ly này với giá là 3,5 triệu nha các bác. Rồi, các bác quan tâm thì alo cho em hoặc inbox cho em. Rồi em cảm ơn các bác, bye bye các bác.